Ngày mới Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn. Bữa nay mẹ Hai Sướng sẽ làm món khủ quả gừng mình dồn với cá xay, với mình sẽ kho cá đối, mình kho với cà chua. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng xem clip nha. Hôm qua này nhớ có thấy có trái lâu bự hơn không? Cái dài. Cái này là hủ quả gừng. Hủ qua này hầm nó mau mau mềm lắm. Mà làm nó hơi lâu. Nó mỏng. Hốt ruột nó lâu. Hột hơn. Cái đó là phải có mía bỏ vô ăn ngọt không? Kho. Cái đó kho mía nè. Bây giờ mình có cà, hay mình kho cà. Kho khóm cũng ngon nữa. Hủ qua này nó mẹ chồng mất hết rồi. Này mất giống luôn. Mà cái trái nó khỏi giống cái này mà. Mà trái nó tròn tròn á. Nó khác. Trắng hơn. Cũng là lần này cũng hai ba loại lận. Mấy loại? Loại trái dài, loại trái tròn nữa. Còn do đó, cái loại trồng rồi. Mà chính nó bung ra trời nhỏ xíu mà đâu bự cái này. Bà nữa trồng ở nhà nè, bà ăn không hết, bà bán bớt nè. Nó trái quá, nhiều trái luôn. Rồi có giống mà trồng ngon không bà? Trái chín. Vườn mình nó có mọc như mất tiêu không? Mất tiêu. Nửa đi ra nước rồi chung. Nước của ta quá trời luôn rồi. Hai con cá đói bị có trứng luôn. Trời ơi trứng rồi nè. Đi, có trứng rồi. Trứng rồi. Trời ơi, đổ gà, đổ gà. Hùi, hùi. Quá rồi. Trời ơi, hồi hồi ơi. Hồi kia quá. Nó bay đã cái đó, nó kêu cái nó đi chỗ khác nó kêu. Nên khi nó quay lại. Cà chua mà có lọc giỏ nè, cái gì? Cà chua mà có lọc giỏ nè, cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cà chua bi á. Cà chua bi ăn chua ngon. Cà chua bi ăn ngon. Cà chua bi ngoài Đà Lạt bán nhiều lắm. Bắt chảo là mình kho cá đối. Cá đối kho cà. Mắm sắm vô. Mắm hạt liêm, muối, đường để vô luôn. Mấy con ve này nó kêu quá đứt lỗ tai ồn ào quá. Để nó liền vô sau mình để cà vô kho nguyên trái mình kho lạc rồi nguyên trái hỏi cái cà mềm mới để vô trong cái chén cơm dầm dầm luôn. Chua nhăn mặt luôn. Chua cái
xương trái nữa, trái cà nhỏ nhỏ nữa, quá bự, cà này bự quá, cái bự đây mình cắt ra đi, cái này vừa để nguyên. Cái tấu này nó mau chín hay không? Ồ, nó đi cái im tay ghê luôn ta. Mình nhẹ bài đi chỗ khác thôi, cũng nó im lỗ tai thiệt. Quá à. Giờ ba chung nãy giờ kêu đuổi nó đi. Đuổi ve mà vô ta. Đuổi ve như đuổi gà. Cái ngoài nó có dụng á. Nghĩ chung chín tầng lên hết cái cục thịt cái gì ít ít thôi, cái quá trời đủ đủ trái luôn. Ừ, nhiều quá. Mà cái này sẽ cái biết tay không? Cái tay con mới cầm cái miệng nó ra. Chứ chín trọng mới được. Hôm qua bỏ đường vô cho nó, bỏ đường trước cho nó bớt cái hậu đắng mà ăn mới ngon á. Bỏ đường cho nó ngọt phải không? Một cái nửa ký á. Vô ba chung để được rồi. Có hôm qua nào mà không đắng không? Có, hôm qua tay. Hôm qua tay là đâu có đắng. Hôm qua nó ăn dưa leo à. Chỗ cá thịt với trái cà chua thái rồi vẫn chín rồi. Mình để hành vô nữa là cái cà nó bung như vậy ngon. Chính mình để hành, hành mà có màu ví nữa mà. Tắt bếp. Giờ hồi nhân nhân mình để vô luôn. Nêm vô, cà chung có đầy đường rồi.
này nó cũng mau mềm, xong chút xíu là chín rồi. Mỏng vỏ. Mỏng vỏ. Nào, hôm qua giờ nó mềm rồi, chín rồi, giờ mình để hành ngồi vô. Cảm ơn nghe chung ơi. Cơm, cơm. Cơm. Thôi ra. Thôi cái đầm trứng phải nó nè. Cá hai con nào cũng đều có trứng. Mà các nhà ăn cơm gia đình mình nha. Đó, đó ngoài Úc là. Này thì tấn thầm tới tới nhà hai luôn. Đấy tuần do đã đó ta. Thấy cá cái được con thấy có cà bi á, sáng không thấy cà bi. Nó mua cà này. Bi mà giờ lớn á. Đây thì có hay không? Cà đấy không có đã, bi nhỏ quá không đã. Này nó chua. Cà bi là ngoài Đà Lạt là bán nhiều nhất. Ủa, cà bi có thấy nó ngoài là ngay nó trồng luôn. Ừ. Trứng à. Cái hoa mà mấy người không răng chắc cũng nó đắng. Thì nó ngon lắm. Vậy bà chung nó để đường chứ không đắng. Đó. Mình mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với mình nha. Chín cá đấu mới ngon. Giờ bữa tới mùa mưa là có hay không? Ra ngoài làm á, ngủ dậy bò ăn trước, dậy trưa. Chị cầm ở đợi trước á, đọc cái em á. Vậy luôn. Nhìn thử xe. Đấy, đó là nuôi bò. Khói bò luôn. Sáng ngày tắm khói thần. Mở cải bò. Con bò lại lấy được sữa lắm mà. Hôm qua này mua ngoài chợ không hả? Ừ. Đâu không có hả? Đâu không có nó nữa. 30 ngàn hả? Hôm qua đáng mắc thiệt á. Ừ. Đất nào cũng quay vòng, đất đồng nữa. Cái này cái bà này nè, nó trồng mới về nhà. Nhiều quá ăn hết, tao bán hết. Chuyện mấy ngày trước nè. Ngon. Đó, cái bự hơn hả? Cái bự dài có luôn. Bên chợ xã mình bán. Dài nó con biết gì không? Qua Thái á. Ừ, cái này nó ngon. Qua Thái cái này nó ngon nè, không có gừng á. Dài cũng là xanh vậy nè. Mà dài hơn. Đó mà mày út mổ làm đó. Ăn Thái nó dài. Thái cũng không gừng chứ. Hả? Gừng cái trồng trồng vậy nè. Cái chơi mà mình nay nè, cứ xanh đen nè. Nó dài. Dài dữ lắm nha. Đây là người Qua Thái dài dữ lắm. Hôm qua nó ăn không ngon bằng cái này nè. Hôm qua là già nè. Ăn trứng nó hột. Hột cứng không? Ừ, nó hột, nó hột. Móc rồi đó, già không hết. Có móc á. Cứng hột. Cái hột thì nó nhiều. Làm là khác. Ừ. Làm kỹ kỹ không sao nó tét mét ra luôn. Không, mà nó héo không đỡ rồi. Thì ra rồi. Thì bác hái không đâu phải tốt nhiều. Khá hơn nhà, không chọn lại. Cái bán. Trời cũng mượn, mượn. Cơm để bên đây.
Làm bánh bơ có đó. Có không? Có không á. Trước sợ bắt không được. Đâu ở mắt được dương à? Tâm lỏng rồi. 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 Cái này bự người ngồi chưa? Ngon rồi, ngon dữ nha. Rồi. Đang đắng á, đang đắng, đang nước vô cũng ngon. Bài nó im, nó bài xíu là nó bay lại à, nó bay chỗ khác cái kêu xíu là bài, xíu là bài chỗ này rồi. Ừ. 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 Ngon rồi. Hai Xuống xin kết thúc video của chú anh chị các bạn, mình hẹn cô chú anh chị các bạn ở tiếp theo của Hai Xuống nha.